Tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về ngã. Tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về hữu tình. Vì các hữu tình ấy mà ta hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Tu hạnh Đại Bồ Tát, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nói pháp không điên đảo cho các hữu tình, nghĩa là nói sanh tử không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, chỉ có niết bàn vi diệu tịch tĩnh mới đầy đủ các công đức chân thật của thường lạc ngã tịnh. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy, thành tựu niệm này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng phương tiện thiện xảo mà nhiếp giữ, nếu chưa viên mãn mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, thì cuối cùng không chứng nhập định thù thắng của chư Phật. Thiện hiện nên biết khi ấy Đại Bồ Tát ấy học ba môn giải thoát ra vào tự tại nhưng chưa chứng thật tế, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nhờ hành công đức nên chưa viên mãn hoàn toàn, không chứng thật tế và các công đức khác. Nếu khi nào Đại